còn nửa tuần trăng nữa là sắc phong cho thái tử rồi. Không có Ngọc Ấn thì ta sắc phong thế nào đây? Bẩm hoàng thượng, có một cậu bé có biệt tài tìm ra đồ vật bị mất. Thanh cho người đi mời cậu ta đến đây mau. Biến cố bất ngờ ập đến Khoai. Khi tiếng đồn cậu có tài đánh hơi tìm đồ vật bị mất truyền tới tai nhà vua, mau theo chúng tôi về kinh. Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu. Vừa đi chúng tôi sẽ vừa giải thích với anh. Trong vòng 10 ngày nếu như cậu tìm ra được báu vật của quốc gia thì cậu sẽ được trọng thưởng, bằng không cậu bị chém bay đầu. Lần này Khoai sẽ làm gì để tự cứu mình và không bị lộ sự thật về chiếc mũi thần kỳ? Ếch ơi là ếch, mày chết vì cái miệng mà. Anh đừng có báo lại với hoàng thượng nha. Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim cổ tích Khoai và Lúa, được phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.